Lấn sát đốt bên đây không nhỉ? Ok không? Okay. Ủa cái cường sao? Cái ghế sao đồ ăn dễ thương các bạn. Tôi còn... Được không con? Có chuyện nóng nha. Con ok không con? Không, 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 đó, hôm nay là cả nhà mình đã ăn tối rất là ngon, rất là dễ thương, ấm áp gia đình nè, là các bé nè đó. Không biết còn đông hơn người lớn luôn á. Chào bốn diễn viên nhí của mình nha, cảm ơn anh Hải, cảm ơn Hải, bye bye nha, bye bye nha. Chào các bạn nha, chào cả nhà. Bye bye con nha con.